kinh văn thử thị quá khứ tiên phật thế tôn sa ma tha trung tỳ bà xá na giác minh phân tích vi tế ma sự việt dịch đây là những ma sự vi tế mà các Đức Phật Thế Tôn từ đời quá khứ trước đã giác ngộ nghiệm xét và phân tích trong khi tu chỉ quán, giảng. Đây là những ma sự vi tế, 10 trạng thái nói trên xảy ra trong quá trình tu tập để chuyển hóa thức ấm mà các Đức Phật Thế Tôn từ đời quá khứ trước đã giác ngộ nghiệm xét và phân tích trong khi tu chỉ quán chỉ Samatha là một loại định trong trường hợp này là lăng nghiêm diệu định. Quán Vipassana là công phu quán chiếu. Đây là một dạng quán chiếu rất vi mật nhờ sự giác ngộ sáng suốt mà hành giả có thể phân tích được các ma sự vốn rất vi tế nhỏ nhiệm khó mà khám phá ra được. Kinh văn, ma cảnh hiện tiền, nhữ năng am thức, tâm cấu tẩy trừ bất lạc tà kiến việc dịch nếu ông nhận biết được ma cảnh hiện tiền thì tẩy trừ được cấu nhiễm không bị rơi vào tà kiến giảng nếu ông nhận biết được ma cảnh hiện tiền nếu các ông nhận được ngay những ma cảnh khi nó hiện ra trước quý vị và biết được đó là ma hay phật thì tẩy trừ được cấu nhiễm không bị rơi vào tà kiến tâm cấu nhiễm được rửa sạch ngay và khỏi bị rơi vào tà kiến một vài cảnh giới của tà ma ngoại đạo từ bên ngoài đến với quý vị và một số cảnh xuất hiện do trong tâm niệm của quý vị. Ngoại ma thì rất dễ hàng phục, còn nội ma ở trong tâm thì rất khó trừ. Vì mỗi khi quý vị phát khỏi tà chi tà kiến thì rất khó giải trừ khỏi những thứ tà kiến ấy. Ngay sau khi quý vị nhận ra ngoại ma, quý vị phải tẩy trừ ngay những thứ cấu nhiễm ấy trong tâm mình. Điều gì là cấu nhiễm? loại nhiễm ô quan trọng nhất trong tâm là tham chúng ta sẽ nói về vấn đề này rất thường xuyên tham trở nên rất nghiêm trọng khi kết hợp với dục nếu quý vị không có một niệm dâm dục thì quý vị đã rửa sạch tâm mình khỏi bị ô nhiễm tâm quý vị sẽ không sinh khởi tà kiến được nữa nếu quý vị không thanh tịnh hóa tâm mình thoát ra khỏi niệm tưởng dục thì có rất nhiều chướng nạn sẽ đến với quý vị tất cả vấn đề ấy sinh khởi vì tâm tham các thứ phiền não vô minh từ đó đều sinh khởi quý vị bị vướng vào tà kiến ngay liền nếu quý vị có năng lực rửa sạch liền những vọng tưởng này mới thoát khỏi được tà kiến kinh văn ấm ma tiêu diệt thiên ma thôi toái đại lực quỷ thần chỉ phách đào thệ lị mị vọng lượng vô phục xuất sinh việt dịch các ấm ma đều tiêu diệt thiên ma bị phá tan đại lực quỷ thần hoảng hốt chạy trốn các loài lị mị vọng lượng không hiện tướng ra nữa Giảng, các ấm ma đều tiêu diệt, các ấm ma, những thứ ma sinh khởi từ ngũ ấm mà chúng ta đã thảo luận đều bị tiêu diệt, thiên ma bị phá tan. Nếu quý vị có trí huệ chân chính và không bị dính mắc trong tà kiến thì thiên ma sẽ bị phá sạch, quý vị sẽ khiến cho tâm chúng khiếp sợ. Đại lực quỷ thần hoảng hốt chạy trốn, các loài này rất mạnh, chúng có thể nâng cả núi tu di bằng một bàn tay. Nhưng nếu quý vị có trí huệ chân chính và có đại định thủ lang nghiêm thì loài đại lực quỷ này mỗi khi nhìn thấy quý vị liền chạy trốn vì hoảng sợ. Các loài lị mị vọng lượng không hiện tướng ra nữa. Lị mị vọng lượng là loại ma mà chúng ta đã nghe giảng trước đây, nó cũng sẽ không dám xuất hiện nữa.